Hello, mình Sư Thái Việt Nam xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ mình đang có mặt ở bến xe miền Tây nè các bạn. Thì hôm nay là mình đi nhận mấy cây sứ kim tự tháp nha các bạn. Mình mua thì họ đã chuyển về tới dịch vụ công ty cổ phần dịch vụ vận chuyển phát nhanh Phương Trang nè các bạn. Thì ở đây là địa chỉ là 395 kênh Dương Vương, An Lạc, quận Bình Tân. Đó thì mình chiều hôm qua mình đặt hàng thì họ chuyển cho mình chiều hôm qua, mà giờ là tối hôm qua họ nó tới rồi, họ nhắn tin cho mình đến đây là mình nhận nè. Giờ là sáng nay là mình tranh thủ mình ghé đây mình nhận mấy cái cây rồi mình quay clip cho các bạn cùng xem luôn. Đó, đây là bến xe miền Tây nè các bạn nha. Đây là giờ phòng giao dịch, là mình vô đây mình nhận cây nè các bạn. Đó, bây giờ mình ghé qua nha các bạn nha. Bạn không muốn gửi bưu điện á, bưu điện thì 3-4 ngày mới tới các bạn. Thì đây là mình nhận, mình đặt hàng ngày hôm qua là hôm nay là mình đi nhận được rồi nha các bạn. Họ gửi là chuyển, họ chuyển tới đây là rất lè các bạn. Cây là về mình đặt ngày hôm qua là tối ngày hôm qua là nó về tới luôn rồi, nhưng mà giờ này mình mới đi nè các bạn. Đây mình chỉ có cần nói đúng cái tên ở trong giấy chứng minh nhân dân với lại cái số điện thoại thôi là mình nhận được nha các bạn nhé. Đây. Điện thoại giùm em. Anh cho em số điện thoại. 0936 0936 917 570
rồi nha các bạn. Đây là nhận cái thùng này xong rồi. Đó bây giờ mình về. Đây là chuyển phát nhanh nè các bạn, đến xe Phương Trang nha, miền Tây. Đó, đây là bến xe miền Tây nè các bạn, giờ sát bên luôn nha các bạn nha. Về gần đến nhà mình rồi các bạn, thì gần nhà mình nó có một cái vườn kiện rất lớn, họ bán những cây kỳ duyên to lắm các bạn. Để mình tấp vô mình quay cho các bạn cùng xem nhé, mấy cây kỳ duyên to lắm. Đây là đường Bình Long, cũng là quận Bình Tân nữa các bạn, mình cũng ở quận Bình Tân, đây là cũng gần nhà mình rồi. Đây, sắp sửa tới cái vườn kiện này lớn lắm các bạn, thì họ chuyên bán những cái cây kỳ duyên to. Đây những cái bông giấy à. Trong này có mấy cây kỳ duyên to lắm. Quay sơ cho các bạn xem. Đó có mấy cây kỳ duyên gốc to lắm. Đây kỳ duyên. Đây, cái này gốc to đùng luôn các bạn. Đẹp không? Kiện cực đẹp lắm các bạn. Đây có cây hoa bông giấy đi ạ. Cây ấy đấy không? Cái nào đấy? Màu ớt... Ủa? Cá? Cây ta lông nhỉ? Thôi bây giờ đi về. Rồi giờ mình về tới nhà rồi các bạn nha. Đây là đó. Nhà mình trồng cây tút ở trên lầu rồi các bạn. Rồi mình có mấy cây kỳ duyên mình để dưới này thôi. Rồi bây giờ đi vô nhà nha. Về
về nhà mình rồi đó các bạn. Bây giờ mình cũng giới thiệu cho các bạn một cái cây này mình mua từ ở Đà Nẵng. Mình mua cách đây mấy năm rồi các bạn. Cái cây này là cây bằng đá các bạn. Đó, mình mua cây này là 132 triệu các bạn. Cây này đẹp lắm. Này bằng đá thạch anh hồng nè. Còn cái này là đá cẩm thạch. Cây bằng đá các bạn nhé. Thôi bây giờ đi lên lò để khui cái thùng này ra cho các bạn xem nhé. Đó này là trần son nó đóng mà mình muốn để chiều nào cũng được các bạn, không sao đó. Rồi về đến nhà rồi nè các bạn. Đây là mấy cái sứ con của mình nè. Này đang phát triển mạnh lắm các bạn. Đây là mấy cây sứ dăm mình vừa rồi mình uốn tạo dáng cho nó rồi các bạn, nhìn cũng đẹp lắm. Mấy cây sứ dăm với cái cành nữa các bạn, ra bông rất đẹp. Bây giờ mình rồi bây giờ mình mở cái hộp này cho các bạn xem nhé. Thì đây là ba cây sứ kim tự tháp nữa các bạn. Thì cái này là mình cũng mua của Trần Son. Nó giờ mình mua của Trần Son là những cây sứ kim tự tháp đó, đẹp đó các bạn. Rồi mình có thấy ba cây này cái dáng của nó cái khác của mấy cây trước mình mua. Cho nên là mình quyết định là mình mua thêm ba cây này nữa về chơi các bạn. Mấy cây trước thì nó cái dáng của nó là cái ngọn của nó cao, còn mấy cây này là cái ngọn của nó mập mà nó lùn lắm các bạn. Thì mình chơi nhiều đây có cây này cây kia cho nó khác nhau một chút, cho nên vừa rồi mình thấy ba cây này là cái dáng nó khác mấy cây trước cho nên mình lại đặt mua mấy cây này nè các bạn. Nếu các bạn ở thành phố hoặc là cái chỗ nào mà có cái bến xe của Phương Trang các bạn thì các bạn mua gửi lẹ lắm. Mấy cái này là chiều ngày hôm qua mình đặt nè các bạn, thì Trần Son nó gửi luôn cho mình lại đến hôm qua là 9 giờ tối là nó về tới rồi, thì nó cũng báo cho mình là 9 giờ là cây về tới, nhưng mà sáng nay mình mới đi mình nhận được trong vòng có thời gian ngắn thôi các bạn. Các bạn mua mấy cái cây mà sứ ghép hoặc là sứ cụ vàng hay gì á thì họ cũng đóng gói họ chuyển như vậy, nó không có họ gửi vậy cho như vậy cho mình, nó không có bị mất sức nha các bạn nhé, thì nó về mau tới nữa. Thì hồi nãy mình đã quay cái bến xe miền Tây ở cái phương xe Phương Trang nó nằm ở phía ngoài á, rất lẹ. Chiều các bạn đặt hàng xong là sáng mai là các bạn có hàng ở nhà rồi. Nếu mà những cái này nếu mà các bạn ở thành phố, nhà mình thì cũng ở quận Bình Tân, đó cũng gần bến xe nè, nên mình mua như vậy nó lẹ mà nó rất tiện nha các bạn. Cái này về làm dễ nữa. Thì vừa rồi mình thấy cái cây số 3, cái cây số 4 với cây số 8
Hôm qua Trình Son nó đăng á thì thấy ba cây này nó là lạ, nó khác những cái cây mình mua rồi. Đó, mấy cây mình mua rồi thì cái tháp của nó khác với cây này. Cho nên hôm nay mình lại tiếp tục lựa cho nó. Mỗi cây mỗi một loại nó khác nha các bạn nhé. Đó các bạn thấy không? Cây này nè. Đó, cái tháp nó khác không? Nó ngắn mà nó ú à. Đó, mình thấy khác cho nên là mình mua đó các bạn. Cây này cũng khác nè. Nhìn tàn nhánh nó đẹp không? Cái này nó hơi ngắn thôi chứ nó không ngắn bằng cái kia. Còn cây này thì nó ú nu và nó cao. Cây số 3, số 4, số 8. Số 3, số 8, số này cái tên này số 4. Rồi còn hai cái cây mình làm rễ nè các bạn. Thì cây này là ngày hôm nay là nó cũng ra rễ rồi đó. Nhưng mà nếu mà mình muốn nhổ rễ nó lên để xếp á, thì khoảng từ 5 tháng mình mới nhổ được, mình xếp rễ nha các bạn. Bây giờ rễ nó còn nhỏ lắm. Nó như vậy là rễ nó ra cũng nhiều rồi đó. Cây này thì mình làm rễ trước nè. Còn cái cây này thì sau khoảng 10 ngày nay cũng phát triển rồi. Cũng có rễ hết rồi các bạn. Đó, các bạn thấy cái ngọn kim tự tháp này nó dài nhưng mà nó thon thon, nó nhỏ chứ nó không có lớn. Đó, cây này cũng vậy. Đó, cho nên là mình có mấy cái cây thon thon rồi cho nên mình không có mua nó nữa mà mình lựa mấy cái cây này nó khác, nhìn nó khác đi nhìn mấy cây kia nha các bạn nhé. Đây cây này mình kéo rễ nè, ngày hôm nay nó cũng ra ngon lành rồi. Mình cũng có cái mấy cái cây mà sứ củ vàng mình ghép nè các bạn, mình chiết nè. Chiết khoanh nó lâu ra rễ lắm các bạn. Nay cũng cả hơn tháng rưỡi rồi mà chưa, mới có cây này nó nhú rễ chút rồi các bạn. Nó mới nhú rễ chút đây rồi. Cho nên còn mấy cái này chưa. Chiết khoanh nó ra rễ chậm hơn chiết chiết vạt xéo lên nha các bạn nhé. Nè, tàn nhánh của nó lên tốt rồi nè. Mỗi ngọn mình ngắt ra là nó đâm ra hai tược rồi các bạn. Đó, này là cái cây sứ củ vàng. Để hôm nào nó ra rễ mình xuống chậu mình quay cho các bạn cùng xem nhé. Rồi giờ mình xin chào tất cả các bạn nhé. Video cũng dài quá rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Các bạn đừng quên đăng ký, like và chia sẻ giùm mình nha các bạn. Để cập nhật những video mới mình có gì hay mình sẽ quay lên và chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bây giờ mình xin chào nhé. Chúc các bạn vui vẻ và thành công nha các bạn.